ngày 2 tháng 9, phòng cảnh sát hình sự BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp cùng công an quận 5 triệt phá một băng nhóm chuyên cướp giật tài sản cho đối tượng Đặng Minh Tiến sinh năm 2000 ngụ quận 8 cầm đầu. Trước đó vào trưa 27 tháng 8, chị TQL sinh năm 1982 ngụ quận 6 đi xe máy đến trước một căn nhà trên đường võ Phan kiệt phường 13 quận 5 thì bị bốn đối tượng áp sát chặn đầu xe và uy hiếp yêu cầu giao tài sản sau đó nhóm lấy được chiếc điện thoại di động của chị L lên xe tẩu thoát theo hướng quận 1. Nạn nhân L cũng liền tới công an khu vực để trình báo sự việc. Lập tức công an quận 5 lấy lời khai nạn nhân trích xuất camera an ninh điều tra, báo cáo vụ việc đến công an thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành xác lập chuyên án điều tra. Chiều 31 tháng 8, các trinh sát đã ập vào phòng trọ trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để bắt giữ đối tượng Đặng Minh Tiến cùng Phạm Hoàng Danh, sinh năm 2006, ngụ quận 8, Nguyễn Thành Danh, sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân, Nguyễn Khánh Hoàng Sang, sinh năm 2004, Huỳnh Việt Phủ, sinh năm 2004, Nguyễn Lâm Thịnh, sinh năm 2006, cùng ngụ quận 8, Nguyễn Tâm Phúc Hậu, sinh năm 2006, ngụ quận 1 xác nhận lời khai tại cơ quan công an, Tiến cho biết đã cùng đồng bọn đi cướp giật tài sản do không có tiền tiêu xài bằng cách đi xe máy trở quanh nhiều tuyến đường ở nhiều quận. Nếu gặp phụ nữ đi một mình thì áp sát chặn lại, uy hiếp lấy tài sản. Tài sản nhóm cướp được mang bán chi nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Nhóm khai đến thời điểm này đã thực hiện ít nhất 15 vụ cướp.